Hello và xin chào 500 anh em của ngày này năm xưa. Vâng, vậy là có vẻ anh em đã rất hào hứng với những phim hoạt hình hay anime như là LBX, Robot Trái Cây, vân vân và mây mây rồi đúng không nào? Vậy có ai ở đây là fan nhí của Disney Channel thời 2X chưa nhỉ? Cái thời mà ngày nào bật lên đều là những phim hoạt hình nó siêu đỉnh. Rồi đến giờ cơm là xem Mr. Bean, rồi buổi tối là phim những người thật như phù thủy xứ Waverly hay là Jack and Cody chưa? Đối với tôi thì Disney cũ vẫn luôn là một kỷ niệm không bao giờ quên được. Là một thời tôi cho cái TV nhà tôi nó bật suốt ngày không nghỉ tí nào. Và hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một bộ phim phải gọi là thắp lửa sự đam mê bóng đá trong tôi vãi nồi luôn. Khéo phải ngang cái huyền thoại sân cỏ GGO. Một đội bóng áo đỏ nhưng mà không phải MU. Đó chính là Super Strikers. Có thể anh em chỉ đơn giản là biết bộ phim khi xem qua Disney Channel, nhưng Super Strikers là một series cực kỳ nổi tiếng kể về bóng đá của Hiệp hội Châu Phi, một đội bóng áo đỏ mạnh nhất giải Super League. Khởi nguồn thì Super Strikers là bộ truyện tranh vô cùng hot được xuất bản vào năm 2000 tại Cộng hòa Nam Phi, quê hương của series này, và đã bán được 1,4 triệu bản mỗi tháng ở 16 quốc gia khác nhau. Bộ phim xoay quanh những câu chuyện trong và ngoài sân cỏ của nhân vật chính Shakes và các đồng đội của anh. Họ phiêu lưu khắp thế giới bóng đá để giành được chiếc cúp Super League, khám phá nhiều đất nước và nhiều phong tục bóng đá khác nhau, gặp gỡ những cầu thủ và đội tuyển khác. Có thể là những đội xuất sắc hay là những đội rất bẩn tính. Còn để tóm tắt nhanh thì là phim rất đề cao tinh thần đoàn kết, vì nếu một ông anh trong team có vấn đề thì cả đội tuyển sẽ thua sờ mờ lờ, và trận sau đó vấn đề đã được giải quyết và các anh hóa trao rồi giành chiến thắng. Chấm hết. Shake Mokena, anh là người gốc Nam Phi, mang cho mình áo đấu số 10, là tiền đạo trưởng của Super Strikers FC, người được nhiều người tin là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Shakes nhìn chung là một chàng trai thân thiện và cởi mở, luôn giúp đỡ bạn bè bất cứ khi nào họ cần. Trong các trận đấu thì anh luôn là người có óc phân tích và thận trọng, luôn theo dõi sát sao các đối thủ của mình, nên hay nhìn được ra đội đối thủ có chơi xấu gì hay không. Và anh này nhìn chung thì không có nhiều vấn đề lắm để bị nớp, mà đôi khi còn được tác giả búp cho mấy quả móc bóng điệu nghệ Verkler. Thôi thì dù sao anh cũng có hào quang của nhân vật chính nên xứng đáng ở hạng S. El Matador, một cầu thủ đến từ Tây Ban Nha với số áo 20, là cầu thủ đắt giá nhất ở Super League và chơi ở vị trí tiền đạo giống Shakes. Anh là một người sôi nổi, hài hước, tự tin nhưng lại có tính kiêu ngạo, tự cao tự đại và có lối chơi rất cá nhân. Nên vấn đề này của anh rất hay gặp phải mỗi khi có biến gì đó, là hay liên quan tới những kiểu sợ mất mặt này, rồi sợ mình không có người hâm mộ nữa, rồi là hay coi bản thân là cái rốn của vũ trụ, mà đôi khi quên mất rằng bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Có một fun fact rằng El Matador có lẽ được dựa trên cầu thủ bóng đá người Uruguay Edinson Cavani, cũng có biệt danh là El Matador. Anh ấy là người gốc Tây Ban Nha, tiền đạo và cũng có mái tóc dài. Có thêm một fun fact nữa là luật bóng đá do FIFA ban hành không cấm việc cầu thủ đeo kính khi vào sân, nhưng nó phải được thiết kế đặc biệt như kiểu có dây đeo và bằng những chất liệu khó vỡ. Nôm na là thiết kế giống với cả El Matador. Nói chung là anh này thuộc dạng hào quang nhân vật chính phụ. Mỗi tội là hơi yếu ánh đèn sân khấu quá, đến nỗi hay bị chốc nhiều nhất cả series luôn, nên xin phép cho vào hạng A trừ. Dancing Rasta là cầu thủ lớn tuổi nhất, kiêm đội trưởng của Super Strikers, một tiền vệ mang áo số 9. Anh là người Rastafarian nên luôn yêu chuộng hòa bình và công bằng ở trong và thậm chí là ngoài sân cỏ. Nói chung, Dancing Rasta xứng đáng là người đáng kính nhất cả cái series này luôn. Không thủ đoạn gì, không một lời to tiếng với đồng đội, tất cả anh tin đều là sự đoàn kết sẽ mang lại chiến thắng. Vấn đề duy nhất của anh này chắc là hiền quá hay sao mà hay bị đối thủ nó bắt nạt, kiểu làm cho bị thương hoặc là dí cho không chơi được. Nhưng mà mặc kệ chúng mày đá vào chân tao nhá, Dancing Rasta vẫn thừa sức làm tốt nhiệm vụ của mình để lead team tới chiến thắng. Cujo, anh chàng cắm quả lược đỏ trên đầu, là một tiền vệ cánh trái người Brazil mang áo số 7. Trên sân, Joe là người hỗ trợ hoàn hảo cho cả đội vượt qua đối thủ và có biệt danh The Crossing King, tức là vua chuyển bóng. Anh có phong cách chơi gọi là phong cách nhịp trơn tru theo chiếc đĩa nhạc disco mà anh nghe hàng ngày. Anh ta có 5 cú xoáy bóng đặc trưng là quay trái, xoáy phải, xoáy xuống và xoáy lên để chuyền cho các tiền đạo. Ultimate cuối cùng là cú xoáy mở nắp chai, là khi bóng bắt đầu từ trên cao và xoáy xuống đất và sút ngẫu nhiên tới một cầu thủ Super Strikers nào đó, hoặc là thậm chí vào khung thành luôn, khiến cho đối thủ bối rối đứng hình mất 5 giây. Nhưng anh này có hơi đắm chìm vào âm nhạc hóa, đến nỗi chỉ cần anh nghe một bài nhạc nó lệch tông hoặc là thiếu âm nhạc là y như rằng anh này chốc lòi ra. Nên thôi,
đành phải cho vào tay ở B. Đây rồi, hot boy nhất trong cả cái series phim, nhân vật tôi yêu thích nhất chính là Twisting Tiger, là cầu thủ chạy cánh và tiền vệ đến từ Nhật Bản, mang áo số 16. Mặc dù có vóc dáng nhỏ nhất đội, nhưng anh lại có tốc độ phải gọi là siêu nhanh, siêu khủng khiếp với những chiêu thức như một cơn lốc là Twisting Tornado và Twisting Tornado lộn ngược. Bất chấp việc hai tay của anh bị thương, và tôi cũng rất thích anh này là không đến từ việc tác giả búp luôn, mà việc có những chiêu thức đó đều có luyện tập lẫn thất bại ở sân cỏ. Twisting Tiger cũng là người vô cùng chill, nói chuyện rất lịch sự và trưởng thành, có hơi mê tín vì anh tin vào chiếc bùa của mình chính là thứ giúp cả team chiến thắng. Xứng đáng Tiger A, không phải S, không mọi người lại bảo tôi thiên vị vì đẹp trai. The Block số 55 là hậu vệ kiệm lời của Strikers, không ai hiểu anh nói gì trừ Shakes và North Shore nên thường biểu đạt bằng cử chỉ. Nhưng điều đấy không cản trở anh kết hợp với đồng đội vô cùng ăn ý, anh to gấp 2 lần người thường, nên là đối thủ cần ít nhất 2 người tham gia tấn công thì mới được. Thật ra là Block không hề bị câm, điếc hoặc mù, anh ấy chỉ đang nói tiếng quê hương của anh. Nhưng anh đã học các cử chỉ tay và thậm chí biết đọc cả chữ nổi. Người bạn thân nhất của anh chắc là con gấu bông Teddy, và tiếp đó là Shakes, người đã chịu học tiếng của Block để dễ dàng giao tiếp với anh. Nhưng mà nếu để nói người ăn ý nhất kết hợp với Block thì có North Shore, cùng chơi ở vị trí hậu vệ và mang áo số 8, mang quốc tịch Úc. Động tác đặc trưng của anh ấy là The Slide, trượt để lấy bóng từ chân đối phương. North Shore cũng có tốc độ rất nhanh nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn để lấy bóng. Nói chung thì tôi mạn phép để Block và North Shore ở C. Nhưng mà quả Wombo combo Block Shore kết hợp thì cho lên B. Klaus von Kinkerhoffen, người Đức, một tiền đạo siêu dự bị mang áo số 2. Trong phần 1 và 2, anh này chỉ xuất hiện thoáng qua vì chỉ là dự bị. Nhưng Klaus đã xuất hiện nhiều hơn tại phần 3 và thậm chí còn trở thành tuyến nhân vật chính. Anh ấy sẽ tự động thay cho Shake hoặc El Matador trên sân nếu một trong hai người không có mặt vì đang bị chốc. Klaus khá chậm chạp, dễ bị phân tâm và sẽ nhanh chóng khuất phục trước áp lực và thường hay cư xử như một đứa trẻ. Nhưng quả thật là Klaus cũng rất có tài năng bẩm sinh với những đường bóng mạnh. Nhưng đáng buồn thay, tài năng của anh ấy bị lãng phí vì sự lo lắng tột độ, tinh thần bất ổn và cảm giác bất an khi không đáp ứng được tiêu chuẩn của đồng đội, huấn luyện viên và người hâm mộ. Big Bow, thủ môn với áo đấu số 1 chắc chắn là nhân vật thuộc top tier của cả bộ phim, là một người có thân hình vạm vỡ nhất đội với chiều cao 2m1. Big Bow cản phá vô vàn cú sút từ bình thường cho đến những tuyệt chiêu bí kíp của các đối thủ. Chắc chắn tập tôi nhớ nhất chính là việc Big Bow bị hoán đổi với thằng cha nào đấy ở tù và rồi sau đó quay lại hóa trao, tự ghi bàn luôn cho nó bó cẩn. Nói chung, mặc dù không phải là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, nhưng phong độ ổn định khiến Big Bow trở thành một trong những thủ môn có năng lực đỉnh cao ở Super League. Sức bền và sức mạnh của Bow đảm bảo anh luôn sẵn sàng thi đấu với phong độ cao nhất. Eagle Eye mặc áo số 4 và có đôi mắt sắc bén giúp anh ấy có thể chặn các tiền đạo. Mặc dù là nhân vật phụ không xuất hiện nhiều, nhưng mà anh này thì cũng trong đội hình chính của đội. Tên thì hay mà tác giả chả cho tí đất diễn nào để xem trình độ cả. Huấn luyện viên Ledish, một trong những thành viên sáng lập của Super Strikers, ông luôn có mặt để cho cầu thủ của mình những gì họ cần, cho dù đó là từ cảm hứng, cách chơi hay thậm chí là những lời khuyên. Ông nổi tiếng với phương pháp đào tạo khác thường, kết hợp giữa những phương pháp cổ xưa hay là máy móc hiện đại để cải thiện các cầu thủ. Ông đã từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Super Strikers thời xưa, Easy Tire S. Nói chung là đội bóng mà không có dự bị thì nó hơi vô lý, nên nói chung là phim cũng cho một số nhân vật phụ vào. Lenky là tiền vệ dự bị của Super Strikers, số áo của anh ấy là 23. Rizzo là tiền vệ và đôi khi là hậu vệ cho Super Strikers và mang áo số 3. Tại phần 1 và 2 thì anh này là cầu thủ chính thức. Gris giữ chiếc áo số 6. Anh ấy trước đây là một tiền đạo nhưng đã được huấn luyện viên hỗ trợ chuyển sang làm hậu vệ. Và theo cốt truyện thì anh này chơi cũng rất là tốt với lối chơi phòng ngự rất tuyệt vời. Noah Murdock là thủ môn dự bị của Super Strikers, thường thay cho Big Bow nếu Big Bow mất tích. Bản thân Noah là một thủ môn có năng lực nhưng chỉ gọi là cản được những cú sút bình thường. Còn đối mặt với cả mấy chiêu bóng bay vù vù thì chịu chết. Aldo là tiền vệ dự bị của Super Strikers, có số áo 19 và chắc chắn là tác giả thêm vào chỉ để cho đủ 5 ông dự bị. Việc của anh ta là lấp ló vào một số khung hình thì gọi là cho có. Skara là tiền đạo mang áo số 10 của đội Invincible United, là một tuyến nhân vật đối thủ chính. Skara đã từng là bạn rất thân của Shakes, anh luôn luôn muốn chơi cho Super Strikers, nhưng anh không bao giờ được chọn nên đã trở nên ghét bỏ Shakes và luôn muốn trả thù bằng mọi thủ đoạn xấu tính nhất. Mà tôi thì tôi ếu thích thằng nào chơi bẩn cả, nhất là kiểu phi thể thao trong bóng đá.
Jonah Uber là đội trưởng, hậu vệ và cầu thủ ngôi sao trong đội của toàn những gã khổng lồ Iron Tank FC. Trước đây, anh ấy từng là một người lính và với bề ngoài vạm vỡ, anh ấy nghiêm khắc, táo bạo, cứng rắn, khiến cả kẻ thù và đồng đội của mình phải sợ hãi trong và ngoài sân cỏ. Uber được coi là một trong những cầu thủ có kỹ năng cứng rắn nhất trong Super League trong suốt 7 mùa giải. Điều này đã giúp anh đạt được các giải thưởng như đội trưởng của năm nhờ khả năng lãnh đạo điêu luyện và cầu thủ của năm nhờ quyết tâm kiên cường, sức mạnh vượt trội trên sân. Sự gian khổ và quyết tâm đưa Iron Tank lên đỉnh cao đã đưa đội của anh trở thành một đội đứng thứ 3 trong top 3 của Super League. Tiếp theo là Invincible United, rồi đến Super Strikers. Nói chung là anh này có lối chơi thô bạo nhưng không chơi bẩn nhiều như cái thằng cha Scara, và từng là một người lính thì tôi cộng một respect và cho anh này hạng A. Đội trưởng và là tiền đạo chủ lực của Nakama FC với chiếc áo số 9, Miko Chen. Anh ấy là bạn thân nhất của Twisting Tiger khi Tiger vẫn còn ở với Nakama. Và sau khi Twisting Tiger được chuyển sang Super Strikers thì Miko Chen thậm chí còn rất vui cho bạn mình. Nhưng họ đã bị Uragiri, huấn luyện viên của Nakama lừa nên đâm ra ghét nhau. May mà sau đó đã bị vạch trần và họ lại trở thành bạn tốt. Mặc dù không có những chiêu thức khủng như những cầu thủ khác, Miko Chen là một người rất thẳng thắn và trung thực. Anh luôn tôn trọng huấn luyện viên của mình. Nhưng khi ông ta có những chiêu chơi bẩn thì Miko Chen luôn tỏ vẻ tức giận và không bằng lòng với điều đó. Miko Chen là một trong những người không sử dụng một chiêu thức bẩn nào để đối đầu với đối thủ. Ngoài ra, anh còn biết 7 môn võ thuật khác nhau và được đào tạo là một samurai. Don Aldo là tiền đạo và cầu thủ ngôi sao của Club Palmeiras. Anh được dựa theo hình ảnh huyền thoại đời thực Ronaldo Nazario, kể cả kiểu tóc, nên tôi để Ronaldo Nazario Tire S. Uragiri là huấn luyện viên và quản lý của Nakama FC. Mặc dù câu lạc bộ rất đề cao danh dự và sức mạnh, nhưng ông ta sẵn sàng có hành vi gian lận để câu lạc bộ của mình giành chiến thắng, mặc dù cả đội chả có nhu cầu tí nào. Vince là huấn luyện viên của Invincible United. Anh từng là cầu thủ của câu lạc bộ và là đối thủ của cha coach và Sheik. Anh ta thường sử dụng sự giàu có của mình để mua chuộc những người hay những thiết bị để chơi xấu đội khác. Chùm cuối của bộ phim, Spenza, bạn thân của Sheik, có mật danh là Spenza Private One, thường tự xưng là thám tử và giúp Sheik điều tra nhiều vụ việc liên quan đến thất bại của các cầu thủ. Anh này thì trông đần đần ngốc ngốc vậy thôi nhưng là một cu ly cực kỳ hữu dụng, cứu nguy cho các anh em Strikers vào phút cuối. Vậy là vừa rồi, tier list những nhân vật góp mặt trong Super Strikers, đủ để gợi nhớ về một bộ phim bóng đá siêu hay của ngày xưa trên kênh Disney. Anh em fan Disney đâu rồi ạ? Cho tôi thấy cánh tay của mọi người đi! Anh em có hứng thú với những bộ phim ngày xưa không? Hay là anh em muốn chúng tôi làm về những bộ phim nào nữa? Comment ngay xuống phía bên dưới để có cơ hội hoài niệm lại tuổi thơ với ngày này năm xưa ngay nhá. Cũng đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ clip nào của chúng mình, cũng như được sở hữu những món quà đặc biệt chưa được bật mí. 20.000 sub để giveaway đồ chơi ngày xưa nào. Let's go!